chào mọi người. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021, tức là ngày Halloween ở bên các nước phương Tây nói chung và Canada nói riêng. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là khoảng âm 2 độ C. Trời hôm nay nhiều nắng lắm nha. Mình sẽ đi một vòng xem các nhà trang trí Halloween ở trước cửa như thế nào cho mọi người xem nha. Đây, có một nhà trang trí rất là đẹp. Có cả người sói đây. Brighton Boulevard. Đây cũng có một nhà trang trí rất là đẹp nè, đáng sợ lắm luôn nè. Có Median. Sợ chưa? Rồi để mình đi kiếm thêm những cái chỗ khác cho mọi người xem nữa nha. Hai nhà này thì trang trí giống như là các nấm mộ đây. Wow, đáng sợ quá. Vui ha. Rồi mình đi chỗ khác tiếp nha. Wow, có nhà này là trang trí là nhìn ấn tượng nhất từ sáng đến giờ mình đi mình thấy đây. Wow. Wow, có nấm mộ có viết chữ nữa đây. Quá ấn tượng luôn. Đọc thử một trong các tấm bia mộ viết cái gì nha. Finally finished David Dunn 1600 to 1704. Tạm dịch là rốt cuộc đã chết, tên là David Dunn, từ năm 1600 sống tới năm 1704. Quá đẹp, nhà này trang trí quá đẹp luôn. Rồi, để mình đi kiếm thêm chỗ khác nha. Wow, nhà này thì có nhện khổng lồ. Trang trí nhìn cũng quá ấn tượng luôn. Số nhà thì treo bụng nhìn rơm. Nhà này cũng có vampire, nấm mộ, mèo đen. Thì như hồi xưa mà mình mới sang, mình có đi học tiếng Anh á, thì cô giáo có kể là cái lễ hội Halloween này là chủ yếu để mọi người trang trí ma quỷ ở trước nhà, là để hù dọa những cái con ma thật, để cầu mong cái sự bình an cho mình, bản thân và người nhà của mình. Wow, hay quá. Trời cũng khá lạnh ha. Đang âm độ cho nên là cầm điện thoại mà tay run luôn. Đây, nhà này trang trí cũng đẹp lắm nè. Thì chủ đạo trang trí Halloween vẫn là cái bí đỏ, xong rồi mọi người sẽ khắc thành cái mặt người á. Đó, ở đây người ta gọi là Jack-o'-lantern. Thì đó là về câu chuyện của một chú bé tên là Jack. Cụ thể thì mình cũng không có nhớ rõ câu chuyện này lắm. Thì mọi người nếu quan tâm chắc có thể lên mạng Google đọc thêm. Và cái từ khóa là Jack-o'-lantern.
sẽ để cái tên, cái keyword ở trong cái phần description để mọi người có thể lên Google kiếm và đọc. Đấy, hầu như là tất cả các nhà đều có cái pumpkin ở trước cửa, cái jack-o'-lantern đó. Nhà này thì trang trí những cái mạng nhện nè, nhìn như một cái động bàn tơ ha, trong phim Tôn Ngộ Không. Cũng có các con bù nhìn jack-o'-lantern. Bên đây cũng vậy. Phát hiện ra một cái tủ sách. Để mình lại cho mọi người nhìn thử coi. Secaway Pretty Little Library. Kiểu như là cái tủ sách của chủ nhà người ta để ở đây. Mọi người muốn lấy sách đọc thì đây trước tiên là phải rửa tay trước, rồi sau đó là đem sách về đọc. Rồi chắc có thể là ai mà có sách không có đọc nữa thì có thể đem ngồi đây để cho người khác người ta xem. Đây cũng là ý tưởng khá hay nha. Nhà này họ còn để cả cái con quạ ở trước nhà để nó phát ra cái tiếng hú đây. Rồi hồi nãy giờ là mình đi một vòng để quay xung quanh khu phố họ trang trí nhà cửa như thế nào trong dịp lễ hội ma Halloween cho mọi người xem để biết là cuộc sống ở đây nó như thế nào nha. Chắc lẽ mình ngừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Có thể là chiều nay mình dẫn mấy bạn nhỏ ở nhà đi trick or treat á, tức là gõ cửa từng nhà để mà mình xin kẹo. Nó gọi là lừa hay lọc, là trick or treat. Thì tới lúc đó mình quay được video thì sẽ upload lên tiếp cho mọi người xem. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại. Mọi người nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh nha. Bye bye.